Trong hơn một tháng qua thì Phú Quốc là nơi mà mình bám trụ lại, vừa để làm việc, vừa để giãn cách tốt, vừa có cơ hội khám phá thêm những nét độc đáo của hòn đảo này, thử nhiều món độc lạ, phát hiện nhiều quán ngon và đôi khi là thăm lại những nơi mình yêu thích. Một ngày ở đảo Phú Quốc mình đã làm những gì? Để mình chia sẻ một ngày làm vlogger ở Phú Quốc như thế nào nhé! Xin chào các bạn có thắc mắc là một vlogger một ngày thì họ sẽ làm việc như thế nào không? Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một ngày của mình, một vlogger sẽ có những gì nha. Bây giờ thì trước tiên, bây giờ mình đi ăn sáng, đã bây giờ cũng khá là trễ rồi. Hôm nay là một ngày thời tiết khá dễ chịu ở Phú Quốc, nhiệt độ là 27 độ C, nắng nhẹ. Chiều thì có lúc có dông nên mình phải tranh thủ thời gian vì thực ra sáng nay dậy cũng hơi trễ xíu. Nhưng mà trước tiên, có thực mới vào được đạo, kiếm món gì kiểu địa phương để nạp năng lượng cái đã. Ăn sáng ở Phú Quốc á, ăn những cái quán dân dã này rất là ngon. Và mới gần đây thôi thì Travis phát hiện ra có một cái quán bánh canh hạnh, là bánh canh bột lọc, cũng khá là ngon. Nên sáng nay mình quyết định là mình quay trở lại đây để thưởng thức lại cái món này. Nước dùng thấy đậm đà nè, rồi chả cá, mà đặc biệt chả cá rất ngon nha các bạn. Chả cá ăn nó dai vừa phải, rất là ngon luôn. Cho nên mình quyết định hôm nay mình đi lại. Hôm nay thì Travis gọi một phần là chỉ có chả cá thôi, chả viên với lại chả cá thôi, chứ không có gọi cá dầm. Các bạn có thể gọi thêm cá dầm nếu các bạn thích ha. Nước dùng rất là ngọt luôn, rất là đậm đà. Cho xem siêu ớt vô ăn sẽ ngon hơn nha các bạn. Thử miếng chả cá nè. Chả cá ngon. Chung bánh canh này mình thấy ok, quá được luôn. Và điểm tiếp theo nữa là mình sẽ đi đó là quán cà phê Sera. Đây, hôm nay mình sẽ test một món ở đây. Đây là thằng em mình. Thằng em mình hôm nay nó mời mình qua để test món mới. Và nếu như mình test mà không ngon là nó sẽ không đưa cho menu nữa. Như đó các bạn rồi nha. Ok, đi vô. Cũng hơn 11 giờ rồi, mình ngồi tại quán giải quyết một số việc và trao đổi qua điện thoại với đối tác, làm thêm một ly nước Seri Thanh Long thiệt tươi rói của cà phê Sera, bổ sung thêm vitamin. Lần nào tới Sera thì mình cũng gọi món này hết á, vì nó dễ uống và thanh mát nữa. Alo, nghe rõ không? Ok, rồi xong rồi, bây giờ anh quay xong thì anh sẽ cứ gửi cái kia cho em đúng không? Gửi suột cho em đúng không? Cứ phải góp cho em thôi. À rồi, ok. Cái khúc là nhớ nói khúc là đi Phú Quốc còn sao nha. À ok, được rồi rồi, để anh thêm thông tin vô. Rồi vậy ha. Hành trang đi quay của mình thì rất là gọn nhẹ vì phải di chuyển nhiều, nên cái gì nhỏ gọn, nhiều chức năng và hỗ trợ được mình thì mình tận dụng. Như chiếc đồng hồ Huawei Watch GT3 này, khi mình đi đường thì mình thường dùng chức năng đàm thoại ngay trên đồng hồ luôn, không cần phải lôi điện thoại ra bởi nó có mic và loa ngoài ngay trên đồng hồ rồi, âm thanh đủ rõ để nghe. Ngoài chức năng xem giờ như mọi đồng hồ khác thì mình thường xuyên phải theo dõi thời tiết để điều chỉnh lịch trình đi quay cho phù hợp. Đây cũng là chức năng mình sử dụng khá thường xuyên vì nó ảnh hưởng đến việc sắp xếp các cảnh quay và tận dụng thời gian. Ngoài xem thời tiết theo các khung giờ và ngày thì ngay trên đồng hồ cũng xem được thời gian mặt trăng, mặt trời, lặn hay là mọc. Và mình cũng khoái xem cái phần hình dáng mặt trăng ngày hôm nay và những ngày sau đó. Mà hay hơn nữa là bên dưới có ghi ngày lịch âm luôn. Cái chức năng theo dõi tập luyện thì mình ít dùng vì tính chất công việc mình hay đi quay nhiều, không có thời gian để tập tành gì. Nhưng mà mình cũng thích theo dõi sự vận động của mình trên đồng hồ. Trước khi đi ngủ thì mình hay tổng kết lại là xem cả ngày mình đã vận động với cường độ như thế nào. Ví dụ như hôm bữa mình đi quay gần như cả ngày luôn, đi bộ hơn 5 km, leo bộ 109 m với số bước chân là 7501. Và riêng trong cái phần này mình cực kết chức
chức năng mà đo tổng số giờ hoạt động trong ngày nha. Hôm đó mình đã hoạt động tới 14 tiếng đồng hồ trên 12 tiếng đồng hồ mục tiêu ban đầu. Có đoạn lúc 9 giờ sáng có chấm tròn màu xám á, vì lúc đó mình đang ngồi ăn. Hôm đó quả là một ngày dài đối với mình luôn, vì làm việc không ngừng nghỉ. Và đối với giấc ngủ, đồng hồ cũng đo được giấc ngủ đêm và các giấc ngủ ngắn trong ngày. Những ngày ở Phú Quốc thì mình ngủ rất là tốt luôn, toàn sấp xỉ 8 tiếng một ngày. Và đặc biệt nếu xem trên app cài trên điện thoại thì mình biết luôn thời gian mình ngủ sâu hay ngủ chập chờn nè, lúc nào thức giấc, để đưa ra những đánh giá về giấc ngủ và lời khuyên để cải thiện. Và đối với người coi trọng giấc ngủ và đã khá lớn tuổi như mình thì đây là một chức năng rất là quan trọng. Thêm vào đó thì trong giai đoạn này, việc đo độ bão hòa oxy SPO2 trong máu cũng cực kỳ quan trọng nha. Trên app thì mình có thể bật chế độ tự động đo SPO2 liên tục cả ngày. Như hiện nay chỉ số SPO2 cả ngày của mình khá tốt, trung bình là 99%. Những chức năng khác như là đo nhiệt độ của da, nhịp tim hay tình trạng căng thẳng của cơ thể cũng có trên đồng hồ luôn. Tuy nhiên hai chức năng này thì mình ít dùng. Đo stress thì lâu lâu mình ngó qua một chút, mà quan trọng là mình rất ưng kiểu dáng của chiếc Huawei Watch GT3 này. Đây là một cái là nhìn sang xịn hẳn luôn, với mặt đồng hồ đơn giản nhưng tinh tế, màn hình sắc nét và cảm ứng rất là nhạy. Dây da của đồng hồ là dây da thiệt luôn nha. Bản mình dùng là bản 46mm, có thời lượng pin khủng lên tới 2 tuần nên ít khi mình phải quan tâm chuyện sạc. Mà xong mình phát hiện ra là lỡ có quên đem sạc thì đặt đồng hồ lên cục pin sạc dự phòng có chức năng sạc không dây thì đồng hồ cũng vô điện luôn, sạc pin như thường. Cuối cùng là mấy cái mặt đồng hồ có thể thay đổi được. Trên app có một kho mặt đồng hồ có thể thay, lâu lâu thay đổi theo tâm trạng cũng vui. Lúc này thì mấy thằng em của mình đã đem đồ ăn ra để thử món rồi. Quay trở lại với những món ăn đã nha. Các bạn thấy là một ngày của vlogger thì là không chỉ là bàn công việc với các đối tác hay là chuẩn bị lên nội dung, mà đôi khi là cũng phải bị ép hay được mời ra. Sorry nha, được mời đúng không? Được mời qua đây để review đồ ăn. Nhưng mà theo một cách khác đó là tạm gọi là test đồ ăn đi ha. Tức đây là những cái món mà quán chuẩn bị đưa vào thực đơn. Thì là đây những người em của mình như là cũng tin tưởng vào cái lưỡi của mình đúng không? Nên là đã gọi mình đến để check thử những cái món này xem nó có ngon không. Nếu mà ngon á, mình mà chê là không cho vô menu đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Nói giỡn các bạn vậy thôi. Bây giờ mình sẽ ăn thử món này, món gì vậy? Cái này là bánh mochi. Mochi nhân với kem vani. Nhân kem vani. Ở đây có hai loại, một là cái này là đang nhân kem vani, còn một loại nữa là nhân kem sô cô la. Nhưng mà đây mình ăn thử với vani trước đi. Nhưng mà tại sao anh thấy đây có trái cam là để làm gì em? Trước khi ăn á. Bây giờ là mình chuẩn bị ăn luôn ha. Trước khi ăn thì em sẽ bào một ít vỏ cam lên trên đây. Ok, rồi em bào thử đi. Cái này mục đích mình bào để làm gì em? Tạo hương thơm hay sao? Dạ đúng rồi. Tạo hương thơm của vỏ cam để mình ăn nó không bị ngán. Nó sẽ có mùi của vỏ cam, vỏ chanh á. Khi mình ăn vô thì nó tươi hơn, nó thơm hơn khi mà kết hợp với lại kem vani. Ok, rồi. Thì là xong rồi đúng không em, hay là còn gì nữa? Chưa, còn một bước cuối cùng trước khi mình ăn. Là cái này là một loại syrup nấu từ cà phê espresso của tụi em. Thì em sẽ rưới nó lên trên đây. Một loại syrup nấu từ làm từ cà phê espresso. Đúng rồi. Ok, giờ anh sẽ thử miếng này đầu tiên ha. Ok. Sắn ra này. À anh thiếu một bước nữa rồi. Sao? Lấy cái tay vịnh cái này lại. À phải vịnh nó lại chứ không bị nhức nhức nách đúng không? Đúng không? Ok. Rồi bây giờ ăn phải gì các bạn? Thưa ăn món này đúng nha. Và phải gì chứ không bao giờ nhức nách. Đó, phải kẹp một cái nách đấy này đó rồi. Nhức nách thì. Tuyệt vời em. Cái món này các bạn biết cái hay là gì không? Cái mochi với lại cái kem vani, tất nhiên là nó ăn vô nó cái vị rất dễ chịu, rất ngon, rất ngọt rồi. Cái này kem tươi luôn đúng không? Nhưng mà ở đây anh thấy là có một cái vị kết hợp giữa cà phê với lại cái vỏ cam, nó thơm, cái mùi rất là lạ các bạn. Nó sẽ hơi giống cái chuyện mình uống một ly cold brew có cam, nhưng mà nó dễ chịu hơn. Chính xác. Nó dễ chịu hơn một chút bởi vì làm sao ở đây nó không có cái vị đắng. Nó chỉ có cái vị ngọt và cái vị thơm của cà phê nè. Cái này từ cà phê espresso đúng không? Và vỏ cam, một sự kết hợp khá tuyệt vời. Anh chấm món này, em có thể đưa vào menu được rồi đó. Nha, ok. Đây là món gì mà anh thấy có cả rắc vàng là nhỉ em? Có vẻ toát lên gì đó nó sang trọng hả? Cái này là giống như panna cotta, nhưng mà em làm nó là 100% từ trà xanh. Cho nên 100%. Em sẽ gọi nó là matcha cotta. Matcha cotta. Cái sốt màu đen mà quẹt ở dưới đây á, nó là sốt mè đen. Còn cái này á là đậu đỏ puree.
Ừ. Đậu puree là em nấu từ đậu đỏ xay nhuyễn và đậu đỏ nguyên hạt. Ừ. Đó, và mình nên nếm thêm một chút đường để mà cho nó cân bằng với lại cái bánh này. Ừ. Còn cái trên đây là golden sugar, tức là cái đường vàng thôi. Đường để vàng. Cho cái bánh của mình nó đẹp hơn. Ừ. Chứ không phải là vàng thiệt đúng không? Dạ không. Ừ. Nhưng mà cái muỗng này cũng ở cái muỗng chắc cũng mạ vàng luôn ha. Đó, đúng rồi. Ok, rồi thì bây giờ là mình cứ sắn bằng bình thường gì? Tức là sắn với một miếng đậu đỏ. Là một miếng đậu đỏ và một miếng bánh rồi. Bánh rồi quết với lại cái mè đen. Đó, giờ anh đang đúng ý em rồi. Món này thì không biết chúng ta có phải giữ nách trước khi ăn không em? Món này là đúng là phải giữ hai tay luôn á, nhưng mà thôi. Giữ hai tay thì không có còn gì để múc đúng không? Rồi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn. Cũng hay. Vị béo nó sẽ xuất hiện từ từ. Chính xác, chính xác. Đó là sao mà ăn cái panna cotta này anh cảm thấy không bị ngán. Đúng rồi. Tại sao em? Tại vì mình cân bằng với cái chuyện béo và chuyện ngọt, nó là quan trọng nhất, và cái độ mịn của cái bánh. Ồ. Đó, cho nên đa phần nếu mà anh ăn vô, anh vừa để vô miệng anh á, mà nó đã béo, vị béo đã xuất hiện rồi á, thì sẽ tạo cho mình vị ngấy. Ngấy. Nhưng mà xuất hiện của nó chỉ là đậu đỏ và mè đen thôi, rất là thơm. Ừ. Sau đó là cái vị béo của matcha với lại cái panna cotta này nó mới xuất hiện. Ờ. Tức là nó có một cái gọi là cái đậu đỏ nó chặn trước rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Anh thử lại một lần nữa. Nấu chung với miếng trà nữa là ngon. Ồ, vậy cái trà này trà gì? Cái này là matcha. Matcha. Matcha đây anh ấy là có những cái cục giống như cục mochi đúng không? Có phải mochi hay là một cái dạng khác? Cục này nếu mà Nhật á thì họ sẽ gọi nó là shiratama. À. Tức là một loại bánh gạo làm từ bột gạo của Nhật. Ừ. Nhưng mà ở đây em sẽ twist nó lại chút xíu là thông thường người ta sẽ không có nhân. Ừ. Mà ở đây em sẽ cho nhân đậu đỏ ở bên trong luôn. Ờ. Thì khi mình ăn á sẽ có độ dẻo, độ dai và ngọt của đậu đỏ. Cái này là chưa có đường đúng không? Dạ, đa phần là matcha ở đây mọi người sẽ gọi là không đường. Không đường. Mặc định em sẽ để là không đường luôn. Thì lúc nào cũng sẽ có một cái ly đường nhỏ đi kèm. Để mà khách nào thích ngọt hơn chút xíu thì mình sẽ cho nó vô. Ừ. Nhưng mà để anh thử ăn này cùng với lại. Đi này các bạn không nên cho đường các bạn, thật sự. Thì nó sẽ, cái bánh gạo sẽ ngon hơn. Cho đường cũng được, nhưng mà nếu mà thích ngọt thì cho đường. Nhưng mà đối với mình á, tại vì cái bánh này bên trong cho nó ngọt rồi, mình ăn xíu ngọt xong mình uống một cái ly trà xanh không đường thì nó sẽ, anh nghĩ là nó sẽ cân bằng hơn. Cái này anh thấy giống cái bánh tiramisu đúng không? Đây là bánh tiramisu hay là một cái món mới bên em? Dạ, nó là món mới nhưng mà nó cũng đúng là tiramisu á. À, nhưng mà cái này nó có cái gì đặc biệt hay là em có biến tấu giống hay là em giữ nguyên cái nguyên bản của nó? Em sẽ cố gắng giữ nguyên cái nguyên bản của nó trong đây. Ừ. Mình chỉ có tập trung vô những cái thành phần trong đây, nó phải thật sự là một cái sự kết hợp gì đó nó rõ ràng. Ừ. Và nó chất lượng. Ừ. Cho nên những cái hạt cacao hoặc là những cái cacao powder ở đây á, tụi em dùng á, nó đều là cacao 100% lấy từ Tiền Giang hết. Ừ. Là một cái nơi sản xuất cacao nổi tiếng của thế giới. Nó có một cái lớp xung quanh, cái này là một cái ly nhựa hay là một cái lớp gì em? Đó là mình ăn là mình múc thì vô trực tiếp hay là mình phải nhấp ra hay như thế nào? Nói về lý do tại sao nó có cái miếng này thì thực chất thì em nghĩ là cũng nhiều người làm nó rồi. Nhưng mà đối với tụi em á thì nếu mà để hiểu tiramisu là cái gì theo tụi em tìm hiểu á, thì nếu mà dịch sang tiếng Anh nó là pick me up. Ừ. Là một cái gì đó về tình cảm và cảm xúc. Thì những cái thứ đó nó phải hay vỡ òa. Thì mình sẽ phải làm cho cái bánh này nó vỡ òa lên. Bằng cái cách là mình kéo cái này lên. À, kéo này lên cái là coi như là tình yêu là tràn trề luôn đúng không? Đúng vậy. Ok. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ xin cho phép là anh sẽ thử được nhất cái này lên xem như thế nào nha. Dạ ok. Đa phần trong những cái tiramisu á, nó sẽ có những cái hương của dark rum hoặc là cognac hoặc là rượu mùi cà phê. Thì em sẽ không có đặt nó nhiều quá trong cái bánh này. Thì em sẽ dùng nó bằng một cái cách khác là em sẽ xịt nó lên trước khi mà mình ăn. Để cho cái hương vị của nó rõ ràng hơn và cái mũi của mình được nghe những cái hương đó, thì khi mà mình tiếp xúc với vị béo này á, nó sẽ mang tới một cái trải nghiệm nó rõ ràng hơn. Thì em sẽ xịt luôn, nhưng mà cái trong này là cùng có những gì em? Trong này là cognac, dark rum và một xíu vỏ cam vàng. À ok, rồi giờ xịt lên đúng không? Đó. À.
Lúc nãy thì trong quá trình khô xịt thì dính một chút chút cái rum này đúng không? Dạ đúng rồi. Bỏ cam lên trên cái thìa này. Rất thơm các bạn. Thơm lắm. Bây giờ thì mình sẽ ăn một cái này nó không còn như nguyên vẹn ban đầu nhưng mà thành nó đẹp hơn một kiểu khác đúng không? Ok. Wow. Cái này có nhiều kem nên ăn nó đã. Nó làm cái bánh nó mềm hơn. Anh sẽ ăn thử một cái miếng mà có cái hạt cacao đúng không? Đúng rồi. Cái hạt cacao này không cứng hơn, nó xốp xốp hơn. Dạ. Nó rất là nhìn thì nó tưởng mình tưởng nó cứng nhưng mà mình vừa chạm vô nó thôi là nó đủ để bể ra rồi. Thơm ghê á. Thơm. Cắn vô các bạn nha. Cắn vô cái hộp này nó xốp một cái. Khoảng 1-2 giây sau bắt đầu cái hương thơm nó mới tỏa ra. Ngon nha các bạn. Xuất sắc. Món này cũng cho vô menu được. À quên. Xuất sắc. Tiếp tục một ngày của vlogger. Thì bây giờ thì mình sẽ tạm biệt Sera, mình đi qua một quán bar bãi biển khác. Ở đây thì mình sẽ quay thêm một số tư liệu để chuẩn bị cho những cái vlog tiếp theo. Các bạn cùng theo dõi tiếp hành trình nha. Xuôi về phía nam và rẽ qua hướng đi Hàm Ninh, Travis đến quán bar của bác Rory người Úc. Các bạn có thể tìm trên Google Maps quán Rory's Beach Bar rồi đi theo là tới nha. Quán của bác nằm cách trung tâm Dương Đông chừng 22 km. Đây cũng là một trong những cung đường các bạn có thể lái xe máy và thưởng ngoạn cảnh hai bên rất là đẹp. Lâu lắm mới đến cái quán Rory's Bar nè các bạn. Cái quán mình rất là thích luôn, như mình đã giới thiệu rồi á. Bây giờ thì mình hôm nay mục đích mình đến đây á để thăm lại cái nơi mình yêu thích, với lại một cái nữa là mình quay thêm một số tư liệu cho những cái vlog sắp tới ha. Sở dĩ á, tụi mình từ Sera mình qua đây ngay lập tức luôn á, bởi vì là lúc nãy mình xem trên đồng hồ, xem dự báo thời tiết á, là hiện tại là vẫn đang có nắng nhẹ và có nhiều mây ha. Chứ bây giờ lát nữa mà khoảng 3 giờ chiều sẽ có dông, cho mình phải qua đây liền. Và ở đây chắc mình sẽ ăn trưa đây luôn. Chắc mình sẽ ngồi làm việc qua điện thoại một chút ở đây luôn cho nó kịp ha. Tại vì lát nữa chiều về vẫn còn khá là nhiều việc phải giải quyết ở khách sạn. Đây, đến quán này thì hôm nay thì so với lần trước mình thấy là cũng có nhiều khách hơn. Ở đây mình thấy có cả những, có lẽ là những người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam ha. Họ ra đi chơi hoặc cũng có thể là họ ở đây. Ở đây thì là có menu nước cũng như là menu đồ ăn trưa. Thì có lẽ là mình nghĩ là mình sẽ kiếm một cái gì đó ăn nhẹ và ăn nhanh thôi. Tại vì lúc nãy mà review mấy cái đồ ngọt ở bên quán cà phê Sera là cũng đã khá là no no, ngang ngang bụng ha. Ở đây mình có các loại baguette nè, hoặc có các loại mà như là đồ ăn nhẹ, salad. Cũng như là ở đây có một cái món đặc biệt là Rory's Burger, tức là burger của bác Rory, phục vụ kèm với lại khoai tây chiên. Đó thì có lẽ là mình sẽ thử món này để mình giới thiệu các bạn ha. Đây, mình vừa mới order đồ ăn xong và ở đây một khung cảnh vẫn tuyệt vời như xưa. Lần trước thì mình đi ra khoảng cuối giờ sáng, nắng rực rỡ, hôm nay thì là đầu giờ chiều. Thực ra thì nó cũng sẽ có nắng nhưng mà hôm nay là thời tiết nó hơi có nhiều mây một chút, cho nên là mình không thấy được nắng rực rỡ. Nhưng mà tuy nhiên cảnh biển rất là đẹp nha các bạn. Ở đây thì mình thấy là cảnh biển chiều, ở đây cũng có một cái nét đẹp riêng. Đấy. Ở đây thì như các bạn biết là ở đây thì cái quán bar ở ngoài này nó làm hình một con thuyền. Và ở đây là một cái mũi thuyền nè các bạn. Đó. Ở đây thì mình có cảm giác, lần trước như mình nói với các bạn, ở đây thì mình có cảm giác như là đến một cái bờ biển ở đó của nước Úc. Bởi vì là có lẽ là do những cái đồ trang trí ở đây ha, nó không giống hoàn toàn nhưng mà mình có cảm giác như vậy. Còn phía bên này thì mình thấy những cái cây dừa cao lên xen lẫn đây thì mình thấy nó hơi có một chút gì đó giống kiểu Bali, như lần trước mình cũng đã nói với các bạn rồi. Đó. Bên trong này thì là khu vực ngồi trong nhà, các bạn có thể là uống cà phê, cocktail, ăn trưa. Và hôm nay thì mình đã gọi nhanh hai cái burger của bác Rory's đó, để xem là cái món này có gì đặc biệt không nha. Bên đây thì các bạn có thể thấy là cái chỗ ngồi đây mình có thể mình nhìn ra phía biển cũng rất là đẹp.
Đây. Đấy. Cái chỗ này ngồi rất là chill nha các bạn. Mình phát hiện ra là buổi chiều mà ra đây ngồi thì cũng cực kỳ thú vị. Đó. Đây các bạn xem bên này nè, bãi biển bên này. Nha. Ở phía bên kia là cái khu vực phòng ở, thì ở đây thì bác Rory bác cũng có kinh doanh lưu trú luôn. Đấy. Có lẽ là mình cũng muốn đi thử ra bên ngoài khu vực bên kia xem nó có gì không. Lần trước thì mình có tới đây rồi nhưng mà mình chưa ra ngoài khu vực hồ bên này. Và ở đây thì có một cái đường để dẫn ra gần bãi biển hơn. Khu vực ở đây mình thấy cũng ít bãi cát, nhưng mà chỗ này thì có lẽ là họ đã làm một cái cầu ha, để mình đi ra ngoài biển nó dễ dàng hơn. Wow, lần trước chưa khám phá chỗ này của quán bar Rory các bạn ơi. Bây giờ thì mình có dịp mình đi ra rồi. Đây. Cái cầu này đã đứng chụp hình cũng vui nè các bạn. Khá là hay đấy. Hôm nay là một ngày, lúc nãy mình nói chuyện với bác Rory, mình nói hôm nay thời tiết đẹp, nhưng mà bác ấy nói là hôm nay thực ra cũng không đẹp lắm. Nhưng mà mình thấy là nắng như thế này là nhẹ. Hôm nay gió mát các bạn, gió mát. Đi ra dạo bên này. Đây. Và từ góc này nha, các bạn có thể là ngắm biển hoặc cũng như là quay lại ngắm cái phía đất liền bên này. Đó. Chính là nắng vậy cũng hay các bạn, nó không nắng gắt lắm mà nó mát mẻ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ ra cái đầu phía bên này rồi. Chỗ này thì chắc là mình nghĩ làm cái cầu tàu ở đây để chắc là cano tàu bè có thể cập vô được, hoặc cũng có thể là để cho khách ở đây ngắm cảnh. Đây. Đó. Các bạn thấy đẹp chưa? Thôi chắc bây giờ mình sẽ đi vô lại ha. Hôm nay là đến quán đúng lễ Thanksgiving, cho nên là bác Rory đã có một cái con gà Tây rất là to. This is a turkey? Well, it's actually a big chicken, but big I chicken. Think it could be a turkey. Okay. Đây, rất là... Nhưng mà rất tiếc bây giờ mình no, mình không ăn được. Nhưng mà bác mời mình nha. It's just doing its last flight. Last flight, okay. It's last flight. Sau khi rời quán bác Rory thì mình về lại khách sạn và quay review vali cho bạn mình theo như những gì trao đổi lúc sáng qua điện thoại. Dù hơi mệt và buồn ngủ nhưng nhiều việc quá nên mình cũng tranh thủ ngồi làm video cho xong trong hôm nay. Video thì hôm sau mới phát, nhưng mà hôm sau thì mình bận đi quay chỗ khác nên phải làm xong cho nó sớm. Ngoài trời hoàng hôn đẹp quá nhưng mà tiếc là không đi ngắm được. Ngồi lên một chỗ làm video lâu quá thì là chiếc Huawei Watch GT3 mình đang đeo rung lên, nhắc mình đứng dậy vận động. Cái hình dễ thương ghê luôn các bạn. Mà thôi, cũng nên đứng dậy đi ăn tối rồi, cũng 8 giờ kém rồi, không còn sớm gì nữa. Tối nay thì để tự thưởng cho mình sau một ngày bận rộn thì mình quyết định đi ăn quán yêu thích trong hơn một tháng ở Phú Quốc vừa qua. Đó là quán cơm tấm sườn cây ở đường 30 tháng 4, Dương Đông. Tới quán thì thấy quán vừa sắm cái máy nướng thịt tự động vậy nè. Đúng cái hôm đầu tiên quán lấy máy về xài luôn. Mà cũng nhờ cái máy này mà thịt nướng đều hơn, ngon mềm hơn. Cái này thì phải công nhận chứ không phải quán quen mà mình thiên vị đâu nha. Và một trong những lý do mình đến đây thường xuyên, ngoài ngon thì là còn sự sạch sẽ của quán nữa. Giờ thì về và làm thêm chút việc rồi đi ngủ thôi. Tổng kết ngày hôm nay, mình đã tiêu hao 450 kcal, đi bộ hơn 2 km, leo bộ 281 m và đi được 2.880 bước chân, vận động 13 tiếng đồng hồ trên tổng số 12 tiếng đồng hồ mục tiêu đặt ra ban đầu. Và là một buổi sáng nữa ở Phú Quốc, tối hôm qua mình ngủ được hơn 7 tiếng, hơi ít hơn so với hôm trước đó, nhưng mà được cái là mình ngủ sâu và liên tục sau một ngày dài làm việc liên tục. Và dự báo thời tiết hôm nay là một ngày thời tiết đẹp ở Phú Quốc.